Mình xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shop Tuần Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành ít phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2019. Mình sẽ giới thiệu với anh chị một sản phẩm rất là độc đáo của hãng Rewind nhập thị trường Mỹ về. Nó chính là cái súng bắn đinh sử dụng pin và nó là xài đinh xéo. Ưu điểm của nó khi mà anh chị bắn chân cao á, mà chúng ta cần với cái tay á. Đối với những cây súng mà nòng thẳng thì mình phải giới ở cường độ cao hơn thì lực nó mới tốt và bắn nó mới sát. Còn với súng bắn đinh này thì nó đã nghiêng cái góc rồi. Mình để súng ở tư thế rất là thoải mái và chúng ta bắn rất là có lực. Rồi mình sẽ đi vô chi tiết luôn. Đây là súng bắn đinh sử dụng pin của Rewind và là dùng đinh xéo. Nó nghiêng cái góc 34 độ. Sử dụng đinh cũng là đinh xéo góc 34 độ. Đinh này mình phải nhập. Thị trường Việt Nam mình không có. Nó bắn được cái đinh dài nhất là 5 phân. Như trong hình chị đang thấy là đinh 5 phân. Có thể chỉnh được cái độ nông sâu của lực bắn bằng cái cò này. Đây có cái mũi tên. Nếu như mà mình đi xuống dưới đây hết cỡ là bắn sâu nhất. Còn mà nằm đây là bắn nông nhất. Rồi sẽ chỉnh. Mình di chuyển về thì nó bắn nông nhất nè. Còn chỉnh xuống về nó bắn sâu nhất nè. Cái cơ chế chỉnh này thì nó rất là hay, nó không có dễ bị hư bởi nó dùng bằng cơ thôi. Đó. Rồi, mình sẽ giới thiệu tiếp. Khi mà lỡ bị kẹt đinh thì sẽ mình mở cái này ra. Rồi, kéo này lên. Đó. Rồi khi mình lấy cái đinh mà bị cong hay là bị vướng ở đây, sẽ kéo cái cò này xuống hết cỡ cho nó dính dưới đây, chúng ta nhét đinh vô lại, đậy nắp lại, rồi chúng ta bung ra lại. Đây bên đây cái cò gài đinh này, đẩy đinh vô hết cỡ rồi bóp nhẹ này xuống, rồi nó sẽ ép đinh lên. Máy này thì sử dụng motor không chổi than, brushless motor. Cái motor rất là to cho nên lực của nó rất là tốt. Còn lực tốt thế nào thì chút nữa mình sẽ có một cái bài trải nghiệm. Và đây là cái mã của nó. Nó bắn được cái đinh tối đa là 64 ly luôn mấy anh. Ngắn nhất là 32, lớn nhất là 64. Thân máy này được sản xuất tại Mexico. Mã của nó là DCN650, sử dụng pin 20V, pin là 15GA finish nail và là pin đinh xéo. Rồi về cái cách thức bắn đinh thì ở đây nó có hai chức năng: bắn từng cây một và chức năng bắn liên tục và bắn từng cây. Rồi tiếp theo là khi mình nhấn xuống nó sẽ bắt đầu hoạt động, nghĩa là nó dùng cái motor để nó đẩy hơi vô trong cái nòng và nó bắn như là bắn hơi chứ không phải là kéo bằng lò xo, cho nên lực của nó rất là khỏe. Rồi vậy là mình sẽ tổng kết lại cái ưu điểm. Thứ nhất, nó là đinh xéo cho nên khi mình bắn lên cao á thì mình cầm tư thế rất là thoải mái và lực vô rất là mạnh. Thứ hai là nó thể bắn được cái đinh dài tối đa là 64mm, 6/4, và có thể tùy chỉnh được cái độ nông sâu của đinh các mình di chuyển. Còn về vấn đề kẹt đinh thì lấy rất là dễ dàng, không phải khó khăn như là những cái súng bắn đinh thị trường Việt Nam mình đang có. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm ở đây nó còn cho mình thêm cái đồ chú hút chì nữa. Khi mà mình định hình bắn sẽ cần cái hút chì để mình định hình, nó hút chì mà nó có mòn đầu thì đây có đồ chú hút luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái việc bắn đinh. Cái này nếu về ưu điểm lớn nhất của nó là nó sẽ không có tự bắn nên nó rất là an toàn, và lỡ có bóp cò thì mình sẽ phá cái cò lại được luôn. Khi mình thay đinh hay thay pin gì thì mình nên khóa cò lại cho nó an toàn. Đó là những ưu điểm rất là đặc trưng của cái súng bắn đinh sử dụng pin. Giờ mình sẽ cùng nhau thực hiện cái lực. Rồi đây là cái đinh mình đã bắn thử và nó là đinh giống như đinh chữ T vậy. Nhưng mà anh chị lưu ý là cái súng này không bắn vô tường được, chỉ bắn vô gỗ thôi. Giờ mình sẽ cùng nhau bắn lại nha.
Nãy là mình bắn theo cái chiều này nó hơi mỏng, mình sẽ bắn theo chiều dọc. Rồi. Khít chưa? Đó. Đúng luôn. Đó, giờ sẽ bắn liên tục thử 3 cây coi nó làm sao. Đó, 3 cây liên tiếp luôn. Đó chính là cái lợi hại của cái súng bắn đinh này. Còn đối với những cái loại gỗ mà cứng hơn ở nằm trong cái top gỗ quý, gỗ cứng á thì mình không có điều kiện, mày mất cái khúc gỗ cẩm rồi. Anh chị có nhu cầu thì xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 0823978258 hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hà Văn Thụ, phường 8, Phú Nhuận. Thân máy và đinh thôi thì mình sẽ bán, còn pin sạc tính riêng. Giá của cái thân máy và đinh, đinh này nó nhiều lắm nha, tới 2.500 cái đinh lực, 2.500 cái đinh. Ở đinh này sử dụng trong trong nhà. Đinh này lên 5 phân. Và giá bán là 8.200.000 chưa bao gồm chi phí vận chuyển, thân máy và đinh. Đinh này ship về cũng rất là mắc, bởi vì nó tới 3 kg rồi. Cân nặng nó tới 3 kg rồi. 2.500 cây. Đinh 50.8 mm. 2.500 cây, đinh sử dụng trong nhà. 50.8 mm. Và đinh xéo. Giá bán là 8.200.000, thân máy và đinh. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành 5 phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.